Trong những ngày qua, theo ghi nhận từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, đã có thêm các trường hợp mắc bệnh COVID-19 đã từng đến quán Bà Buddha trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 vừa qua. Hiện cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định được có 153 người từng đến quán bà này trong thời gian trên, trong đó 97 khách có địa chỉ tại quận 2. Tuy nhiên, hiện còn nhiều người đã từng đến Buddha Ba trong thời gian trên vẫn chưa đến cơ quan y tế để được kiểm tra sức khỏe. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kêu gọi những khách hàng từng đến quán bar này trong thời gian từ ngày 14 tháng 3 đến 18 tháng 3 khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.